hay là cổ vũ đó, tôi nghĩ là như vậy. Và ván đấu thứ 3 giữa SKT và Angie chính thức bắt đầu. Tỷ số đang là 1-1, SKT bên phía đội 1 và Angie bên phía đội 2 ở trong ván đấu này. Và tôi thấy Zara bên phía bên kia cầm cho mình thiêu đốt, lộ hẳn một cái ý định đơn giản thôi, là nếu như tất cả các đường kia đã thua rồi thì bắt buộc phải có một cái đường thắng, chứ không thể nào để thua hết ba đường. Cái thua hết ba đường bạn quăng trận đấu cho đối phương, và bắt buộc cái đường dưới và là người chiến thắng dành cho Angie. Nhưng mà nguy hiểm nha, bởi vì ở giai đoạn sau mà thiếu một cái kiệt sức dành cho Shinra, thật ra có cái kiệt sức là bạn nếu đánh tốt bạn có thể vô hiệu hóa Shinra khá là nhiều. Bạn kiệt sức được cái tình huống mà tung bùng nổ sức mạnh đó thì có thể hạn chế được sát thương. Nhưng tôi nghĩ rằng đúng là cái thiêu đốt này dùng để thắng đường là một. Thứ hai là khi mà Olaf tràn vào, cái kiệt sức không có lợi lắm trong những tình huống mà Olaf tràn vào xạ thủ của bạn. Thôi thì chơi thiêu đốt luôn. Chúng ta dùng CC tốt nhất của game Liên Minh Thoại là cho đối phương lên bảng đếm số thì cầm luôn thiêu đốt. Nói đến chuyện CC mới nhớ là bên phía của SKT họ khá là thiếu CC nha, họ chỉ có làm chậm mà thôi. Và hai cái khống chế có điều kiện là một cái là cái chiêu thức định hướng khá là bự của SKT Faker. Còn chiêu hướng khống chế khác đó là đến cuối cùng đúc mà thôi, có hai chiêu cứng, hai chiêu thức khống chế cứng của họ. Còn bên phía bên kia không không chỉ cứng, không có chỉ cứng, chỉ có mỗi cái chiêu chói của Mata mà thôi, và cái hất tung nữa. Thì nói chung là về lượng CC ở trong trận đấu này thì ván đấu này thì cũng nói chung là cũng hơn một chút xíu dành cho phía SKT, chứ không phải là chênh lệch lắm. Thì kèo đường giữa hình như là cái ván đấu thứ ba này thì cái internet stream, tức là cái kênh hai của đó là cũng theo dõi đường giữa thì phải, đúng rồi, không lầm. Thì nếu như các bạn muốn, các bạn có thể xem kênh đó trên kênh LL Esports, thì sẽ tập trung chủ yếu vào khu vực đường giữa của Faker và Sahu ở trong kèo bắt đầu này. Kèo bắt đầu mà anh Tân nghĩ rằng chắc là giờ đang đi đường xong là phải thua 15 lính là ít, đúng không? Đúng rồi, chính xác, tôi đang thấy bắt đầu kinh lắm. Và đặc biệt nữa là Faker cho tới thời điểm hiện tại thì tôi nghĩ anh ta là tạm thời đi là trong top 3 người chơi đường giữa đang có phong độ ổn định nhất. Bởi vì trung bình bất kể một cái thế trận như thế nào, không cần biết là SKT bị dẫn hay là SKT đang dẫn trước, ở phút thứ 15 anh ta sẽ hơn 10 đến 11 chỉ số lính so với lại người đi đường giữa chung với mình. Và thì dựa trên những thông số như vậy, tỷ lệ sát thương mà anh ta gây được cho SKT là 31%, tức là hơn 1/3 sát thương, gần 1/3 sát thương của SKT. Thì nói chung là anh ta đang có một phong độ khá là ổn định với thế giới này. Nhưng hồi nãy có một cái con số tôi nghĩ nó sẽ còn khủng khiếp hơn đối với các bạn coi, đó là cái tỷ lệ sát thương gây ra của Uzi nó đến 39% là một điều rất là dễ hiểu. Đúng rồi. Về Angie ở ngay ở tại tại giai đấu này thì chúng ta cũng đã phân tích khá nhiều. Angie đây là đội thi đấu xung quanh khu vực đường giữa, thì đặc biệt Uzi được nhường khá là nhiều tài nguyên, và với sự hỗ trợ của Mata thì không có gì ngạc nhiên khi Uzi là sát thương chính của bên phía Angie. Chúng ta cũng thấy rất dễ dàng là khi mà có cơ hội được lựa chọn, Sahu sẽ không lấy dạng là hyper carry cho đường giữa của mình, mà anh ta sẽ tìm cách có những vị tướng để làm nền cho Uzi khá là nhiều. Ví dụ như cái ván mà anh ta đánh Orenson là đánh để lấy Orenson tạo điều kiện cho đường dưới. Thì đây là giải đấu mà Angie đang đặt rất nhiều niềm tin vào đôi đường dưới của mình. Nhưng rõ ràng là họ ván 2 là thành bại trong tay của Uzi Mata. Khi bộ đôi này fit thì Angie nát. Đôi khi là cái việc liên lạc bằng hai cái ngôn ngữ khác nhau khiến cho bạn nó bị bất cập một chút xíu. Đôi khi này nói cái này, khi lại không hiểu, hoặc là trong cái bất chốc gì đó bạn không hiểu được ý của nhau. Tôi nghĩ là tới thời điểm hiện tại thì bộ đôi Uzi Mata chắc là bây giờ phải giao tiếp bằng sự hiểu nhau rồi. Hiểu nhau. Và chứ còn không giờ nói thì chắc là không kịp đâu. Và thường thì thật ra khi mà bạn gọi là ngôn ngữ thì nó sẽ trong những tình huống là làm gì, tức là tính trước, và bạn sẽ có thời gian để nói cho nhau hiểu. Còn ví dụ trong một tình huống đánh lộn, đánh nhau khoảnh khắc mà giao tranh ở đường dưới thì thực ra bây giờ chỉ có là kinh nghiệm thi đấu và cái bản năng và cái quyết định của hai bên nó có giống nhau hay không mà thôi, chứ nói thì chắc là không phải là nguyên nhân và yếu tố chính của Uzi Mata nữa. Đúng là đang thấy những sự chênh lệch lính mà có thể hiểu được. Khu đường dưới đã nói rồi, khu vực đường ở bên giữa đã nói rồi, khu đường dưới cũng đang bắt đầu có thể là khoảng thời gian ban đầu thì ban cùng với lại Warp đều có thể đẩy lính được rất là nhanh so với đối phương. Nhưng càng về sau cái kèo này nó càng nghiêng về bên phía ngược lại mà thôi. Đây Mata đang đi lên đó. Và anh ta tốc biến lên trỗi thành công, thiêu đốt thành công, bắt buộc ban tốc biến bỏ chạy. Đó là một tình huống thi đấu rất tốt đến từ bên phía của Angie, nhưng tiếc là cái thứ tự tung kỹ năng của bên phía Angie nó hơi trật nhịp một chút xíu. Lẽ ra phải là Mata gây sát thương trước để cho Uzi W trúng giữ chân lại. Tiếc là nó hơi sai một chút xíu. Công nhận là như vậy thôi. Như chúng ta nói, mới vừa nói xong khoảng khắc thôi. Cái đó mà nếu như Mata sử dụng khí nhanh hơn, tiểu anh ta đánh thường trước một phát thì mọi chuyện đã khác dành cho bên phía của Angie rồi.
mất một cái tốc biến và mất một cái hồi máu của bạn, như vậy cũng là tốt dành cho bên dưới của bên phía MT. Đó, bây giờ chúng ta thấy cái đường Ezreal Kama sẽ gặp khó khăn khi đánh với lại Zera như thế nào, bởi vì cái vấn đề những cái cây là một. Thứ hai là Jhin Kama thì cái khả năng trói tầm xa quá tốt. Hai kỹ năng trói tầm xa phải nói cực kỳ mạnh. Bây giờ Bang không có tốc biến. Nếu như MLG muốn xuống, tôi nghĩ là xuống rất khó. Anh ta sẽ phải cắm mắt vào hang rồng, đu ra phía sau lưng, đứng đợi hồi mắt cộng với lại hộ thể của mình thì mới tấn công đường dưới được. Rất là lâu cái con mắt trước đó là khoan đã, một tình huống chói dây. Mata không còn tốc biến, Mata mà bị giữ lại là ta sẽ nằm xuống. Anh ta đã nằm xuống, chiến công đầu thuộc về Bang. Cú dịch chuyển đến từ Looper. Và ta có bỏ hay không đây? Anh ta vẫn đáp xuống đường dưới. Ờ, cái này là lỗ nặng rồi nha. Tôi không hiểu lắm, tôi đang muốn làm gì ở đây, không có lẽ không muốn đánh pha sau. Không thể nào được. Không thể nào được cả. Đánh thật. Bốn mà đánh. Looper có chiêu cuối, đốt trúng hai người. Wolf đang bị mất máu nhưng MFC không có gốc để đá sóng âm. Lỗ nặng cho Angie rồi. Na được farm thoải mái khu vực đường trên là cái điều thứ nhất, và vừa rồi họ mất luôn cả đợt lính. Đợt lính rất là lớn nữa. Đợt lính khổng lồ ở đường trên. Và tôi không hiểu lắm cái pha vừa rồi tại sao anh ta vẫn giữ cái dịch chuyển của mình xuống đường dưới, quả thật là như vậy rất là khó hiểu. Đúng là sau tới thời điểm mà tới 4:30 để bạn suy nghĩ là việc có nên hoàn thành của dịch chuyển của mình không. Looper mất cái đợt lính đó ở đường trên, đó là hai đợt lính chồng lại với nhau, đó là một lượng điểm kinh nghiệm cực lớn ở khu vực đường trên bị mất của Looper. Còn đây là cái tình huống ở đường giữa, không có chuyện gì xảy ra cả. Và cái va đường dưới vừa rồi thì có thể thấy là mất tốc biến rồi, hay không biết gì đây. Hôm nay Rod nó cũng hơi trật vuột giống như tôi đây. Không biết relay gì đâu. Nếu không gì đến relay. Đang muốn nói là cái tình huống hồi nãy ở đường dưới là mất ra mất tốc biến rồi, đối phương có thông tin này. Lên luồn qua mắt đối phương rất là tốt, đi vào vòng phía sau. Còn Lee Sin cái tình huống đó, thực ra cái con mắt mà thực ra anh ta biết tính được cái thời gian con mắt của đối phương luôn. Anh ta đứng đợi. Ở đầu đợi, nhưng mà anh ta chưa hồi mắt, anh ta không thể đu được qua hàng rồng như anh Luân nói được. Thì đó là tình huống mà Angie chiến công đầu là chuyện nhỏ, như đã nói chuyện lớn là cái lợi thế bị mất đi của Looper. Trước đó Looper đang đánh cái đường rất tốt, anh ta giữ chỉ số lính bằng với lại hơn so với lại Đức. Còn đi xong cái bây giờ gãy, còn bây giờ Mata đang phải bỏ chạy, cú trói thành công của Quốc. Nhưng khi đó thì Bang cũng không còn đủ tầm để tiến lên nữa. Trao đổi máu với nhau, SKT rồi lời trong khoảng trao đổi đó. Anh tạo ra một cái cây đứng chắn trước mặt Ezreal, thì anh ta sẽ phải rất suy nghĩ về góc để bắn quy như thế nào tiếp theo. Như vừa rồi Mata làm, Mata đã lùi rất là tốt, tạo một cây trước và sau đó đi chắn hướng bởi cái cây đó. Bây giờ ở đường dưới, thực ra cái chiến công đầu bây giờ chúng ta nhìn lại thì nó giúp cho Bang rất là nhiều về mặt sức mạnh. Để xem đường trên đã đút lao lên đẩy Looper, vậy Looper có tốc biến nhưng làm sao thoát được pha này nữa. Chắc chắn anh ta sẽ phải nằm xuống, rải mưa tên lửa, cố gắng cầu máu của đối phương nhưng không thành công lắm. Sẽ là điểm hạ gục thứ hai cho SKT. Và nó một điểm hạ gục tương đối đơn giản thôi, không có quá nhiều điều để nói. Tình huống vừa rồi chiêu cuối lên của đút, anh ta đơn giản hơn đối phương ngược về và góc lăng đợi sẵn, bật cho mình tốc thành lên và quăng những mũi rìu chính xác. Một chiếm chiến công đổi ngược lại dành cho SKT. Và cuối cùng ánh sáng của Bang trúng nhìn đen. Đấy là cái cách mà Lee Sin găng đường dưới, nhưng vấn đề là có mắt ở bụi cỏ chặt ba sẽ phải tốc biến đá. Tốc biến đá thành công. Nhưng nét vẽ hụt nhưng vẫn đủ sát thương. Vấn đề bây giờ là chạy, Mata đã bị giữ lại. Mata nằm xuống, đút đáp xuống mà không có na khổng lồ. Một đổi một thôi. Vừa rồi Uzi anh ta tính hơi sâu, anh ta tính là anh ta sẽ W trên cái đường Lee Sin đá về. Nhưng mà anh ta delay hụt rồi. Rất may Mata vẫn sửa sai kịp, anh ta trói một cú dây rất là chính xác để có một điểm hạ gục thiêu đốt nữa. Nhưng mà anh ta cũng phải nằm xuống trong tình huống vừa rồi, như vậy là một đội một cho SKT. Và ít nhất là Angie thành công trong việc là hạ gục được xạ thủ của đối phương, đó là một điều rất quan trọng. Nhưng mà họ sẽ phải cẩn thận, Uzi còn hai phép hỗ trợ, có MLG ở đây và ngay lập tức lăng sẽ phải lui về. Chơi luôn không? Một cái đó trói trúng là chơi rồi. Đó, bây giờ cái khoảng cách lính, à, nó vẫn chưa được tạo ra quá nhiều nha. Nhưng mà Yahoo anh ta còn rất thấp máu, anh ta mất bể máu rồi. Một tình huống, à, mất chiêu cuối của Faker trước đó lấy được đường rồi. Dưới sân khấu phát đầu tiên đã hụt, phát thứ hai trúng, phát thứ ba trúng, phát thứ tư đã bị che rồi. Và MLG nằm xuống khi hợp lăng xuất hiện. 4-1 cho SKT. Wolf né rất tốt cái tình huống vừa rồi và anh ta để lại một cú cú trói dây của mình lại. Và khi mà MLG anh ta đu lên mà W rồi, anh ta không có lấy cách gì anh ta lùi về được nữa cả. Phải nằm xuống tình huống đó, một tình huống đi găng khá là bất cẩn đối phương. Nãy giờ thì Angie, tôi hiểu cái việc mà họ muốn tập trung cho đường dưới, nhưng có vẻ như là họ đang hơi lộ quá trong việc là xuống đường dưới của mình thì phải. Khi mà họ lộ quá là một, họ rướng quá là hai, họ đang tìm mọi cách để cho Uzi có được lợi thế. Nhưng họ làm điều đó mà bất chấp việc rằng
họ không cần biết Lăng đang ở đâu cả, họ không cần biết SKT có gì ở trong tình huống đó, và cái giá phải trả là hiện tại nó phản tác dụng rồi. Đường dưới hiện tại của SKT đang hơn quá nhiều so với lại ANG. Bạn đang thấy rất là nhiều mắt của Bob đang có, anh ta cũng có dị Yuanan luôn, khả năng anh ta liên tục cấu liền máu đối phương, mà thậm chí là anh ta không cần cấu liền máu đối phương, anh ta chỉ cần dùng quy của mình đẩy lính thật nhanh lên phía trước và để cho Ezreal đứng từ xa cấu liền máu đối phương là đã có lời rồi. Bây giờ ANG sẽ phải làm gì đây ở đường dưới? MSG nãy giờ có hở rằng cái là anh ta có mặt ở dưới, hở ra cái là anh ta có mặt ở dưới. Bây giờ nổ lông cước của anh ta đã hồi lại và anh ta đang sẵn sàng xuống đường dưới một lần nữa. Đây là lần thứ tư MSG có ý định tấn công đường dưới. Nhưng anh ta đi một cái lối quá đơn giản, mà các bạn hãy nhìn con mắt tím cắm rất sâu mùa xanh của đối phương, rất khéo léo. Và nãy giờ MSG vẫn chưa chạm tới con mắt tím đó và liên tục là những lần phát hiện ra tầm nhìn của đối phương từ xa. SKT đơn giản mà đã không cần ngược trở lại mà thôi. Quốc đang có ý định làm một điều kỳ diệu gì đó ở hang rồng. Sẽ không có một cú quy vào của Wolf để có thể cướp được con rồng gió rồi. Con rồng đầu tiên dành cho Angie Looper ở đường trên đang bị tấn công. Anh ta không có chiêu cuối, anh ta không có tốc biến. Đút sắp con nà khổng lồ lao lên tốc biến, không làm choáng được trong một hất tung, nhưng làm choáng được trong hướng W. Và sẽ có điểm hạ gục, đút solo kill Looper. Mọi chuyện đơn giản như tôi nói hồi nãy thôi, không có cách nào mà Rumble hay solo lại được với nà cả. Và đút lần này anh ta là tuyên bố giọng dạc, bán một là tại do chức tướng mà thôi. Và lần này anh ta đã trả thù thành công, nhưng mà cũng phải mất đi cái tốc biến của mình. Nhưng phải nói là cực kỳ thành công, bởi vì bây giờ Looper anh ta mất rất nhiều ở khu vực đường trên rồi. Sau tình huống đầu tiên lăng là ném cái cung vào tường vô trách nhiệm vậy. Trở lại với Looper, Looper bây giờ tan nát đường trên rồi. Anh ta bây giờ dịch chuyển lên thì đã mất một đợt lính nữa. Anh ta bây giờ bị dẫn trước 20 chỉ số lính, nằm xuống hai lần. Đối phương sắp có bú băng rồi. Kèo này Looper nằm xuống chắc chắn phải 2 đến 3 lần nữa nếu như không có sự hỗ trợ của MSG. Nhưng vấn đề lúc này MSG đang bận ở đường dưới rồi. Họ không, anh ta không nào là dành thời gian đường trên cả một khi mà đường trên của bạn đã nằm xuống 2 lần rồi thì bạn xác định là để cho anh ta phạm hòa trong trụ mà thôi, chứ lên có khi là nằm cả hai người. Với một chú na khổng lồ đã mạnh như thế này, đã có búa băng rồi, đường giữa bạn cũng không thể nào gắn cơ được cả. Đây như thế này làm sao kìa. Và Faker đang luôn trụ một ở đường giữa rồi. Đó, anh ta đẩy lính nhanh quá mà. Thì bởi vì sao hữu ít nhất là làm tốt ở cái mảng là không bị dẫn trước quá nhiều về chỉ số lính. Nhưng bạn cũng không thể nào thắng cái đường này được. Đường này là cái đường mà bạn từ ngoài đến thua ít. Thua ít. Vladimir là lựa chọn mà nhằm để không bị hủy diệt ở bởi Syndra đường giữa. Nhưng cũng không thể giải quyết được chuyện là bạn bị đẩy 24/7 và bạn sẽ phải mất trụ sớm. Và mất trụ phút thứ 13. Anh ta đi qua mắt rồi. Tôi nhấn mạnh các bạn là MLC đã đi qua mắt rồi. Đúc đang tích điểm cuồng. Thích thì anh cân 2. Đây, Looper đây. Cũng đang tích điểm nhiệt của mình. Rất căng thẳng. Có cả sao hu đi lên cho chắc cú. Cái này phải biết nha. Cái này đáng lẽ ANG họ phải biết. Bởi vì không có cách nào mà không có ai được trên cả mà na đánh dùng như vậy. Đây cái con mắt cắm ở cái lối ra bùa. Cái lối ra đường trên đó đã phát hiện ANG. Nãy giờ em ta thấy SKT họ cắm mắt ở một cái tầm rất xa nha, sâu trong khu vực của rừng của đối phương để phát hiện tầm nhìn sớm của Lee Sin. Bây giờ tôi nghĩ là chắc là ván này là xong rồi. Anh luôn nghĩ không sớm đâu, bởi vì thực ra nó có cái điểm của 6.18 và cái meta này như thế này, tức là giai đoạn cái đường nó quyết định rất nhiều. Chúng ta trở lại với cái chuyện là có thể khả năng đội nào mà chúng ta xác định được khả năng snowball tốt là khi mà khoảnh khắc mà họ có được lợi thế dùng là 60-70% là trận đấu đã được quyết định. Và chưa kể là hiện tại tất cả mọi đường của SKT đều đang thắng. Và ở đường giữa thì thôi, cái này không phải là gọi là thắng. Cái này gọi là đi trên lưng. Trên lưng luôn. Đó, đây giờ là mười mấy chỉ số lính à. Lấy ra mấy như tôi là nó thôi. Ông Lăng cũng vậy, anh ta đang lùa Lee Sin. Nhưng cũng chúng ta nói chức tướng này là chức không tướng được. Mà không thể nào bạn lao và bạn đánh được Olaf cả hai nó máu được trở lại. Đều ổn hơn. Và anh ta đang tạo góc. Anh ta đang tạo góc để cho cặp đôi đường dưới của mình liên tục cấu rỉa đối phương và lấy trụ. Và nếu như bên phía ANG mà họ xác được rằng ở đường dưới ANG mà chỉ có hai người đây như pha này, Đức hoàn toàn có thể dịch chuyển xuống và Uzi Mata chỉ có một con đường duy nhất là đi lên bảng đếm số mà thôi. Đây có cả Faker đi xuống dưới là bỏ trụ nha. Tâm ấn đốc hành một cái bỏ trụ thôi, bỏ trụ thôi chứ không thể nào ra lại được nữa cả. Đứng là không chỉ là mất trụ mà còn mất cả người luôn. Gian trụ ngoài của bên phía ANG đã bị bóc đi một cách vô cùng nhanh chóng. Một phần đó cũng dễ hiểu là họ chọn tất cả những kèo thua mà. Vì cái cách duy nhất để họ thắng được trong trận đấu này là họ phải có một pha giao tranh trong mơ với rất nhiều xử lý kỹ năng. Đúng rồi, và rất nhiều chiêu cuối AOE của họ dính nhiều hành vi bên phía SKT. Thì điều đó vẫn còn ở tương lai, nhưng ở thời điểm hiện tại là 5.000 tiền chênh lệch dành cho SKT ở vào phút thứ 16.
Looper đang quá nhiệt, anh ta bị làm choáng, đút làm choáng tiếp bằng cú chiêu cuối của mình và đơn giản kéo khoảng 300 máu của đối phương. Anh ta biết trở lại hành diện này khổng lồ, khả năng chống chịu của anh ta không còn nhiều nữa, anh ta không thể nào chịu được những phát bắn từ trụ mà cú máu Looper mà thôi. Trong tình huống này, đút chỉ việc đơn giản thôi, anh ta đánh lính đẩy một trụ thôi. Như đã nói rồi, kèo này mà đứt thua thì tôi nghĩ rằng anh ta không xứng đáng thi đấu cho SKT nữa. 2015 kèo này tuyên bố với các bạn luôn, ở tại Hàn Quốc cũng như thế giới không ai đánh được với Đức cả. Đúng rồi. Cái kèo Na Rumble là thôi có, nếu mà bạn chấp nhận chọn cái kèo đó thì bạn xác định là thua đường trên đi. Và bây giờ điều đó đang xảy ra. Angie mất hoàn toàn cái chỗ dựa tinh thần của mình là Looper trong hai ván trước. Và bây giờ Looper đang thua nặng trước Đức rồi. Đường dưới, những pha tấn công của Angie ở đường dưới cộng với nỗ lực của Ujimata cũng thất bại và nó tác dụng ngược, đường dưới cũng thua. Đường giữa GG khi mà Faker lấy được nửa máu của cái trụ hai luôn. Và tất cả mọi thứ chỉ còn là SKT liệu họ giải quyết khoảng chừng 15 phút còn lại của ván đấu này như thế nào mà thôi. Tôi nghĩ là nãy giờ Lăng là một người thi đấu, nếu như các bạn nói cái trận đầu Benji để thua sau đó trận hai Lăng vào để lật ngược này là không đúng lắm, tôi cảm giác là như vậy. Bởi Lăng nãy giờ anh ta đi găng theo những cái thế mà đồng đội của mình sẽ úp rất là hoàn hảo rồi, nhưng cái tình huống anh ta đi lên đường trên lúc anh ta nhảy lên anh ta hất ngược đối phương và chuyện đơn giản của bạn đã đâu lát là quy chúng mà thôi, thì chuyện đó nó không có quá nhiều yêu cầu của anh ta. Nãy giờ chỉ có điều là anh ta kiểm soát tầm nhìn rất là tốt dành cho SKT và để những đường của anh ta thắng dễ dàng hơn mà thôi. Bởi vì đây là rồi Mata có tốc biến không, có tốc biến nên bố trí tốc biến sớm nhưng không được nữa rồi, đã nằm xuống cú đá của MSG không có nhiều sát thương lắm, đó là Wolf và Wolf rất trâu. Phía bên này Blank đang bật chiêu cuối vào bộ, Blank đã bổ xong được MSG, Faker phải nằm xuống bởi sao hù nét bắn thứ hai, thứ ba trúng, thứ tư chưa đủ sát thương nhưng sao hù có thể dứt điểm được đối phương. Không được, Blank đã chạy được. Còn ở đường trên, Looper đang phải chống chịu nhưng làm sao chống chịu nổi, tốc biến vẫn phải nằm những trụ bắn phát cuối cùng. Không đủ sát thương đúng, không phải nằm xuống. Sao hưu cũng gãy luôn rồi và Bang đang rất khát máu. Wow. Anh ta nói rằng Uzi không có tuổi, double kill dành cho Bang và SKT quét sạch không chính thức RNG. Bang đang cosplay Uzi bên phía bên kia, những pha xử lý mang đậm mùi sát máu của Sao hưu người Trung Quốc. Tốc biến lên, hồi máu thẳng vào giữa hai trụ đối phương. Tốc biến trói nhưng Mata thôi xong rồi. Rồi cái này là nóng quá rồi, không gãy rồi. Gãy rồi, coi như là một lời tuyên bố trận này không thể đánh được nữa. Cái pha xử lý ở cái khu vực hẹp như vừa rồi tôi hiểu ý mà ta muốn dụ đối phương một khu vực hẹp để tung chiêu cuối. Tung chiêu cuối ra và đằng sau là Uzi với những cú chiêu cuối của anh ta bồi vào thêm sát thương. Nhưng vấn đề là nếu như cú đá của MLG đó là một cú triple kick. Đúng rồi, nó phải trúng ba người là lỗ long cước mà trúng ba người trong tình huống vừa rồi thì RNG sẽ có một pha giao tranh thành công nhưng thôi rớt môn hình học. Đá 15 độ. Từ đấu tiếp theo thì Xiao Hu băng vào cái chiêu cuối của mình khá là quyết đoán. Nhưng cái này thì anh ta không thể nổi lên được cả anh ta. Đúng vậy, tôi đang tự hỏi tại sao anh ta nằm xuống. Pha này là nên đi về rồi. Bàn quy quá ghê chứ sao nữa. Quy trúng hết. Cái này đang bị giữ lại thì không trúng. Cái trước đó là anh ta đã quy trúng hai cái của bù đỏ rồi. Tổng cộng là 4 cú quy trúng của bàn trong tình huống vừa rồi. Anh ta chỉ hụt đúng một quy. Đúng một quy bắn vào Uzi trong tình huống băng trụ thôi. Và có vẻ như người Hàn Quốc họ có một nội tại ẩn là Ezreal là cứ cú quy nó không còn là định hướng nữa, là ghé thẳng, là nó chuyển thành kỹ năng chọn mục tiêu. Bởi tôi mới thấy là Sao Hu là ý định rõ ràng là đi về rồi. Đúng rồi. Mà tại sao lại nằm xuống? Lý do là Bang đang cầm bùa đỏ và anh ta quy chỉ trúng mà thôi. Đây, đá rất tốt, tình huống cắm mắt hỗ thể và nỗ lực cướp ngược lại đơn giản của MLC trong một tình huống mà Kama đi cắm mắt. Đây là Word mà chúng ta biết. Thỉnh thoảng vẫn sẽ có những pha như vậy. Đột nhiên đi cắm mắt và nằm xuống. Sao Hu băng vào trụ, phát bắn thứ tư, Lăng đã che rồi. Faker đang phải né chiêu cuối của Mata. Sao Hu đang phải lùi ra. Cú vẽ khá tốt của Looper, Lăng buộc phải rút lui. SKT vừa rồi giao tranh 2-5 và RNG tạm thời có được lợi thế. Nhưng hãy nhìn lên bản đồ, đường trên đút đẩy tới trụ 2 rồi. Bang đã quay trở lại khu vực đường giữa để phòng ngự và những cú quỳ của anh ta đang giữ một độ chính xác rất cao. Wow. Và Faker có điểm hạ gục với cú bùng nổ sức mạnh của mình xóa tan MLG khỏi bản đồ. Looper đang phải bỏ chạy. Cú quỳ rồi mà trúng là chắc chắn nằm xuống rồi. Lăng quăng quỳ cũng không trúng. Looper quyết định quay ngược trở lại lao điện của anh ta trúng làm chậm. Bang nhảy thẳng lên cú làm choáng của Faker không trúng. Sao Hu đang quay ngược trở lại. Mata tới trói giữ được Lăng lại và Lăng sẽ phải nằm xuống. Wolf quay ngược trở lại với đồng đội của mình. Cú bắn sang dứt điểm Looper và Bang nhảy qua tường. Sao Hu cũng sẽ phải nằm xuống. Đó là thêm 3 điểm hạ gục nữa cho SKT và họ giao tranh phần lớn thời gian là thua người. Tôi nghe nói là có một nhà tỷ phú trên thế giới đang muốn định cư ở sao Hỏa thì trả Bang về hành tinh của anh ta ngay lập tức. Tôi mà gặp một Ezreal bắn như thế này tôi chỉ có nghĩ mà thôi. Anh ta quy nãy giờ
toàn trúng không, và thậm chí là cái điểm hạ gục của Faker khi anh ta dồn chữ cuối vào người của MLC, anh ta cũng quy trúng nốt ở một cái khe vô cùng hẹp. Và đó là một người mà đang chán Liên Minh Huyền Thoại, và không phải là chán mà tức là bây giờ đánh chỉ là công việc thôi, đánh vì nghĩa vụ, đánh vì hợp đồng mà thôi, chứ không có mê Liên Minh Huyền Thoại nữa. Bố mê nha, bố mê mà đánh vậy. 13-4. Cái này làm tôi nhớ trận đấu giữa SKT với lại cũng là đội UZ năm 2013. Đó là Cao Du. Bây giờ thì đó. Có hụt nha. Hụt cái thôi. Pha này cũng hụt, thiếu tầm. Nên tầm tình huống đó là hụt khá là nhiều. Nhưng mà cái khoảnh khắc mà khi mà Looper với lại E xong là ngay lập tức là ban E lên ngay lập tức, bởi vì biết rằng xác định lúc đó là đã thắng rồi. Tạm thời chúng đang trong này đang đen. Tiếu rồi, anh em kỹ thuật giúp màn hình mình một chút rồi. Cũng may đó tình huống replay thôi. Nhưng mà nó lại đen. Rồi thấy lại, đây trận đấu Lăng một mình chấp lại cả khu rừng của Mata. Anh ta có rất nhiều giáp, anh ta có được luôn rìu tim đại. Đây là một trận đấu bây giờ chỉ còn là solo kill mà thôi. Đánh như xếp hạng luôn. Đánh như đang tìm kiếm chiếc áo thách đấu của cuối mùa luôn. 13-4, 17 điểm hạ gục. Faker có điểm hạ gục thứ 14 dành cho SKT sau Hu đang lặn xuống phía bên này. Hu dive vào gì không có tác dụng gì cả và ta nằm xuống. Sẽ là 1, 2, 3, 4 điểm hạ gục dành cho SKT. Chắc chắn là Baron cho họ luôn. Cái này là NG họ buông chuột rồi không? Cái pha đánh vừa rồi là không có lý giải gì cả. Sao Hu bạn còn cách đó 10.000 cây số lận. Mà bốn người lao hẳn giữa đội hình đối phương đánh Faker đơn giản hơn, anh ta quy trước rờ hẳn vào người Mata. Mata muốn ơi không làm được gì cả. Baron sẽ dành cho SKT mà trận thắng này cũng chắc chắn là có cho họ. Sẽ là 2-1 cho SKT sau 3 ván đấu. Thì đây là cái lý do tại sao mà Royal là một đội mà tôi nghĩ hết hồn. Tưởng là một cú Vander chứ. À không đâu, cú Anbis của Fastball chứ. Vander là người bị. Thì mấy giáp trách không có gì để nói cả. Kiểu như là thua 10.000 tiền đánh cho xong. Thử coi hên xui kỹ năng nó có chí mạng hay không để thắng giao tranh, chứ không có cơ sở nào để Anji đánh thắng được cả. Thì đỡ lại việc nhìn chung Anji, lý do tại sao mà thua ván đấu này và họ coi như là thua cho xong, bởi vì tất cả mọi thứ họ đã dồn cho khu vực đường dưới trong khoảng chừng 7 phút đầu rồi. Và khi họ đã thất bại trong việc đó, và không chỉ là không đem lại lợi thế cho OG mà còn khiến cho Looper mất lợi thế. Rồi Bang có được chiến công đầu, Wolf cũng có được lợi thế trong khoảng thời gian đó đường dưới, rồi Lan có được 2 điểm hạ gục. Thì thật ra Anji là một đội không biết cách để đánh ở một thế thua đâu. Họ không biết cách đánh ở thế thua, họ chỉ có đánh đi đường, đánh kỹ năng, đánh snowball. Và thậm chí khi đó là snowball còn cùng họ còn không tốt mà không? Thì cái khoảnh khắc mà SKT bắt đầu vượt lên thì thôi xong rồi. Đây năm người đang suy nghĩ làm sao hạ gục Faker. Và trong một khoảnh khắc suy nghĩ khá lâu, họ đã để bên phía bên kia lấy được con bùa đỏ. Cái việc mà bên họ muốn đi xuống đường dưới găng cũng là khoan, lại tình huống này Wolf anh ta đi lên trước mặt của siêu hùng. Các bạn có thể hạ gục được hỗ trợ của đối phương, tôi nghĩ là có thể hạ gục được. Wolf lần thứ hai nằm xuống, anh ta cứ lâu lâu anh ta đi lạc trong rừng mà. Thỉnh thoảng thì sói nó phải, đúng rồi, lạc phải rừng. Rừng đúng không, sói thì phải lạc rừng, nó là như vậy. Nhưng mà SKT thì tôi nghĩ là 28 phút là hết cỡ. 28 phút là hết cỡ. Đúc thì giờ chơi mình rồi, nãy giờ là chơi với máy. Không ai dám chạm mặt anh ta cả, chạm mặt anh ta không khác gì một lời nhất tử vong thật sự cả. Bang ở giường dưới y chang, anh ta vừa mới lấy tóc biến. Mấy người lên đây, tôi đang thấy là hai người lên. Còn phía này thì MLG và Mata, một người tóc biến, một người hộ thể bỏ chạy. Ở đường trên, Đúc đang né kỹ năng của đối phương, Sao Hu vẫn đang đu bám theo bị hất về. Và tự nhiên hai người lên đánh mà Sao Hu còn 50% máu chạy. Đây nè, tí nị của bộ đỏ, thích thì chơi. Nhìn thấy nó kỳ ha, kéo đồng bọn đến mà tự nhiên thấy máu mình đỏ. Còn đường dưới có mấy bộ lờ Baron thì lăn anh ta bổ trụ quá nhanh đi. Không có gì sẽ nói kìa. Đó là vấn đề của Angie, họ không có cái chiều sâu về mặt chiến thuật để có thể giải quyết một trận đấu bằng khả năng kiểm soát. Thực sự là như vậy. Cái chiến thuật của họ là cố gắng thắng được và sử dụng kỹ năng một đối một tạm ổn. Sau Hu lao thẳng vào đội hình của SKT, Faker đang bị dính chiêu cuối, anh ta sẽ phải nằm xuống chưa. Faker cuối cùng cũng phải nằm xuống. Lan đang bị đốt bởi Looper, nét vẽ của Uzi không trúng. Wolf đang hỗ trợ cho đồng đội của mình, nhưng nếu như Mata trói trúng là double kill đó, anh ta trói ngay vào giữa hai thành viên của SKT. Khá tệ trong một tình huống trói vừa rồi, nhưng đúng anh ta nói rằng không ai đây chơi, tôi đi chơi một mình. Anh ta phá xong một đường đối phương và anh ta đang có ý định phá luôn cái trụ hộ ở nhà chính của đối phương. Looper đang phải đi bộ về nhưng không đủ thời gian, vẫn đủ thời gian để có thể phòng ngự được. Và
Đức phải lui về, tôi nghĩ anh ta lui về bây giờ được là tiền đang cầm chắc là khá là nhiều. Và tôi không nghĩ rằng cái ván đấu này nó sẽ có kết quả nào khác ngoài chuyện là SKT thắng. Thì câu hỏi đặt ra là đó, cái vấn đề của Angie chúng ta đã nói từ rất nhiều thứ, nó từ ngoài vòng bảng rồi, là họ chiều sâu mà chúng ta không có, họ chỉ thắng được khi mà họ win lane. Họ thắng được nhiều thôi. Khi mà không win lane thì nói chung là khó. Rồi em đi làm rất ghê, R top viên khá là mượt. Nhưng mà tức là đầu tiên là như vậy, tức là cái ý đồ chiến thuật của bên phía Angie nó rất là đơn giản, win lane win game. Thứ hai là cái lane duy nhất mà họ muốn tạo điều kiện để thắng thường xuyên là khu vực đường dưới. Thì tôi cũng đồng ý thôi, ngày hôm qua thì tôi khi mà tôi nhận xét về Angie và SKT tôi cũng nghĩ rằng cơ sở để Angie thắng là khu vực đường dưới. Thì nói chung không có gì sai trong việc là cố gắng xuống đường dưới cả. Và rất tiếc là SKT đọc được tất cả. Và khi đường dưới của Angie không thắng thì tất cả mọi thứ tan vỡ. Có thể là warp anh ta đi lẹ rất là nhiều và anh ta nằm xuống cũng khá là vu vơ trong một số tình huống. Nhưng cái điều anh ta làm vẫn tốt đó là những cái tình huống một khoảng thời gian cấp độ 1 và cấp độ 2, anh ta di chuyển vào rừng đối phương và để lại những con mắt rất là sâu. Các bạn hãy, tôi có một để ý nhỏ là SKT á, họ không phải là cắm con mắt ở cái bụi gần sông để mà phát hiện tầm nhìn, mà họ luôn cắm mắt vào bụi xanh đối phương ở cái chỗ mà cái con cốc thứ hai nó sẽ hồi lại sau cái đợt clear đầu tiên của người chơi đi rừng đó. Chắc chắn người chơi rừng nếu như họ muốn ở lại và ăn cái con cốc đó, họ sẽ bị phát hiện tầm nhìn. Họ muốn đi găng cũng như vậy nữa. Thường là bạn sẽ ăn con cóc xong thì mới xuống găng, bởi bạn phải tối ưu hóa cái thời gian sử dụng rừng của mình chứ không phải lúc nào cũng lao ra đường găng. Khi con cóc đòi lại rừng thường xuyên là ăn cóc xong và lao xuống. Không, phim lần này không có lần hai đâu. Thì nó là như vậy và MLG bị độc bởi phía SKT trong khoảng thời gian đầu và họ cứ counter đường dưới thôi, cứ đứng phản công và như vậy là xong. Lúc thì đi dẫn hơi sâu. Anh ta đang 1-4, có giáp thiên thần. Mất giáp thiên thần, ỷ người có bọc ni lông là chơi khô máu, nhảy. Và nhảy hai lần, né được cú nét vẽ của UG. Ê, đánh là thua. MLG đừng rướng nha, đúng rồi, đừng bay vào, chơi luôn và đút đang thả diều con na khổng lồ là gãy nha MLG. Trúng luôn và gãy rồi. Cui cuối cùng có hồi kịp thời và ngay cái lúc mà Lee Sin anh ta quy lần tiếp theo vào. Tiếng na khổng lồ lên máu. Khổng lồ lên máu, quy ngược lại và nằm thẳng cẳng ngay lập tức. Có đường dưới, có 4 người đối phương bận biểu truy đuổi Đức ở khu vực đường trên, tại Đức. Ở đường trên, lần này không Đức nữa. Lần này là không Đức mà nó liền nguyên một mặt luôn, 403 chia nằm xuống lần nào cả. Chuyển thành Đức rồi, không phải là Tạ Thị Đức nữa. Và 28 chúng ta được xem solo kill trên đất Mỹ. Thường thì những trận đấu như thế này, kiểu như thế này thì nó nằm ở tại solo kill Hàn Quốc thôi. Angie cũng đánh Hàn Quốc không à. Nhưng mà hôm nay chúng ta được xem solo kill trên đất Mỹ, SKT và Angie. Này là Dynamic kill 5 người gặp nhau. Tôi lưu ý các bạn, nếu như mà nói solo kill Siahu hơi bị ghê nha. Siahu anh ta từng lên top 1 phát đấu Hàn Quốc rồi. Giữ vị trí đó trong khoảng thời gian khá là dài. Nhưng mà rất tiếc là trong cái trận solo kill này không phải lúc nào bạn cũng thắng được cả. Cái này chắc là chat là bot nặng. Rừng nặng, rừng không sao. Tìm một người lem ngay lập tức. Đúng vậy, à, đúng rồi, rừng thôi, thua là cứ đổ rừng nặng. Găng đã không ăn được mà còn fit nữa. Hại đúng không? Tình huống này rất là đơn giản. Lúc anh ta có được cho mình đó là cái giáp thần nên tâm ấy hộ báo như thế này, Uzi hồi máu đối phương, ở bên hồi máu cho đồng đội mình. Khi mà bạn đã có bao hỗ trợ thì bạn có thể thoải mái trong những tình huống mạo hiểm đâm hơi sâu chút xíu không sao cả. Và lẽ ra đồng đội phải thứng luôn. Thực ra đồng đội là kêu là thôi bỏ đi. Nhưng mà thôi, thật ra đối với Angie thì trận đấu này, ván đấu này cũng không còn gì nữa, thôi lỡ quy trúng thì chơi luôn. Và cái kết đắng lòng dành cho Lee Sin của Angie 0-6. Đây, có thể là MLG anh ta sẽ phải đắng lòng hơn một lần nữa. Này đắng ghét luôn rồi, tóc biến chạy luôn. Và SKT cũng đang muốn, tôi nghĩ rằng Angie, tôi không biết rằng liệu mà sự FF hay là để cho SKT vũ hành mình thì tôi... nó ảnh hưởng về mặt tâm lý. Tôi nghĩ là sự FF sao cho xong. Chính xác, ngay từ cái phút mà họ đánh 4 người từ giữa sau họ thì FF được rồi. Tôi nghĩ là như vậy, đợi ảnh hưởng tâm lý. Đúng, cả hai cái đều sẽ là những cú giáng, những đòn về mặt tâm lý thật. Nhưng mà tôi nghĩ rằng việc bị đối phương mà bào điểm hạ gục rồi cứ đánh kỹ năng nằm xuống liên tục như thế này thì nó sẽ ảnh hưởng về mặt tâm lý dành cho Angie. Thì không phải là tốt, tức là cái cách giải quyết đỡ tệ hơn là tự mình giải quyết số phận của mình, là cho ván đấu nó xong đi. Nhưng mà Angie quyết định không, đánh cho tới cùng thôi. Thì tôi cũng chấp nhận sự lựa chọn thôi chứ không làm được gì khác. SKT cũng bị dứt điểm ván đấu này. 31 phút là thời gian của ván đấu thứ 3. Vấn đề là điểm hạ gục. Không biết là kèo này bên phía gác có phải không? Em cũng biết là hồi nãy em cá kèo này. Cái kèo này nó mạo hiểm.
Và SKT đã xong hai trụ bảo vệ nhà chính, họ sẽ dứt điểm nhà chính của ANG để vươn lên dẫn trước 2-1 trong cuộc đối đầu thứ cách này. Và đơn giản hơn mọi chuyện, nó được bắt nguồn đầu tiên là họ phản biến tốt hơn,